40 lần. Ê rằng phải đến hàng trăm con mốt. Hơn nữa toàn bộ đều là nhóm ngư tinh anh cấp 3, trên cấp 30 nữa đó. Điều này, nguy rồi. Bây giờ, tướng phóng có thể yên tâm mà chiến đấu với bốt vì chúng ta đã ổn định chiến trường. Chiến trường hiện được chia thành 5 khu vực theo 5 cấp độ của nhân ngư. Bốt, thống lĩnh, chiến tướng, tinh anh, phổ thông. Phân biệt lần lượt là thành những khu vực phổ thông, tinh anh, chiến tướng, thống lĩnh và bốt nữa. Ở mọi khu vực mình đã bố trí một lượng lớn nhân lực để chống lại cái đám nhân ngư. Nhưng nếu hậu phương bị phá vỡ và tình hình chiến đấu trở nên hỗn loạn, không những tướng phóng mới không thể giết được bốt, mà ngược lại 27 người trong chúng ta sẽ chết ở đây. Tướng phóng cần ít nhất là phải 30 phút mới có thể giết được bốt. Không biết còn bao lâu nữa để đám nhân ngư này đến được chiến trường đây. Để tôi xem, tốt đa thì cảnh báo, một số lượng lớn nhân ngư đang đến gần, tối đa khoảng 10 phút nữa. Nhà thám hiểm Giang Khải đã giết chết ngư nhân tinh anh S1. Khải đội trưởng à, sao đột nhiên có nhiều nhân ngư đến thế? Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Bây giờ phải đi sau. Chiến trường lúc này dường như là đang ở thế cân bằng rất là mong manh. Nếu như ai ngăn cản những cái nhân ngư này thì toàn bộ trận chiến có thể thất bại. Hồn gia là kẻ thù của mình. Nhìn thấy hắn ta thất bại mình sẽ rất vui đó. Xong rồi, tình hình này phải làm cái gì bây giờ? Nhưng tương lai của Tinh Diệu và 20 vạn người được kêu gọi chiến đấu đều là vô tội mà. Nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về sự thăng trầm của thế giới này. Phải có ai đó trên thế giới này ra tay chiến đấu với cái lũ quái vật đó. Hờ Nhan nghiện ngữ, chúng ta đừng có đi vội. Không những thế, tôi còn còn mỗi người dụ dỗ tất cả những cái nhân ngư xung quanh đến chỗ của tôi nữa. Một mình tôi sẽ giải quyết toàn bộ cái đám hải nhân ngư này. Hả? 10 phút sau. Đội trưởng à, đừng có đánh nữa. Có rất nhiều nhà thám hiểm ở hậu phương bị cái đám hải nhân ngư này đuổi kịp rồi. Một khi cái đám nhân ngư đó cũng quay quanh chúng ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó. Vì vậy tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng mà chạy trốn thôi. Đúng thế. Chết rồi là không thể lên mạng ở trong một tháng đâu. Một tháng không kiếm được tiền thì nhà tôi sẽ bị đuổi ra ngoài đường mất. Đi thôi. Không thì mọi người đều sẽ chết đó. Không, không cần phải chạy đâu. Đội trưởng à. Các người không để ý à. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi phát hiện ra cái đám hải nhân ngư đó. Nghe nói cái đám nhân ngư đó sẽ đến chiến trường ở trong vòng 10 phút. Nhưng bây giờ không một tin nào mà xuất hiện cả. Điều này có nghĩa là gì? Ừ nhỉ? Tại sao? Ngay cả một tên không xuất hiện thế nhỉ? Lẽ nào họ phương đã có siêu phàm giả ra tay sao? Không phải, hồn gia hiển nhiên không có bố trí quân đội đó đâu. Điều này có nghĩa là những nhân vật lợi hại ra tay từ hậu phương, nhưng mà có thể ngăn chặn được nhiều hải nhân ngư như vậy thì phải là một nhóm các nhà thám hiểm tinh anh rất cường đại đang tác tiến một cách rất là vất vả đó.